Anh là ai? Tôi không biết. Anh đi ra đi, để tôi tính sổ với ông này. Chúng ta hoàn toàn có thể lồng một đoạn sắp thật nhí nhố như thế để làm giảm bớt sự căng thẳng của Cristiano Ronaldo trong nỗi buồn thật não nề rạng sáng này. Chứ trong chiếc clip đang được lan truyền trên khắp các mạng xã hội đó, chắc do một phóng viên nào ghi lại nhỉ, thì đội trưởng Bồ Đào Nha trông thật bực dọc kèm với cả ấm ức và muốn giải tỏa. Đó là khung cảnh sau trận thua sốc 1-2 ngay trên sân nhà Estadio Dalus rạng sáng này. Một cầu thủ Serbia có đến để chia buồn cùng anh đó chứ? Và anh cũng nhẹ nhàng đáp lại, nhưng sau đó lại ngay lập tức đẩy cầu thủ này ra khỏi tầm mắt khi thấy Fernando Santos đang tiến đến gần. Để tôi tính sổ với ông này là lời thoại hợp lý để phiên dịch thái độ gắt gỏng của CR7 với huấn luyện viên trưởng. Khoảnh khắc gây sốc đó thậm chí diễn ra trước mắt cầu thủ khác của Bồ Đào Nha. Không gắt gỏng, bực dọc, ấm ức và làm to chuyện làm sao được. Bởi ai mà có rẻ, Bồ Đào Nha cầm vàng lại để vàng rơi, thua sốc Serbia ở lượt cuối vòng loại châu Âu. Cũng đồng nghĩa với việc nhường tấm vé trực tiếp vào vòng chung kết World Cup cho đội khác. Còn Seleção châu Âu thì đành ngậm ngùi bước vào loạt playoff với thể thức đầy phức tạp và rủi ro. Cụ thể vào cuối tháng 3 năm 2022 tới, tổng cộng 12 đội tuyển châu Âu, bao gồm 10 đội nhì bảng tại vòng loại, cộng với 2 ứng viên khác đứng nhất bảng ở Nations League, sẽ tranh nhau chỉ 3 tấm vé vớt còn lại để dự ngày hội tại Qatar vào cuối năm. 12 đội tuyển đó sẽ được chia thành 3 bảng đấu. Ở vòng bảng của loạt playoff, mỗi bảng sẽ phân 2 cặp đấu loại trực tiếp, và sau đó sẽ lần lượt tổ chức bán kết và chung kết. Ý văn học là gì? Lại là thêm một chặng đường xa và tỷ lệ chọi không thể xem thường, là cả một thách thức cho dù là với ông lớn như Bồ Đào Nha. Nhưng đó là chuyện của sau đây vài tháng nữa, thời điểm mà cả thế giới sẽ lại rộ lên những dòng tít kiểu liệu Ronaldo có được dự World Cup. Một viễn cảnh thật sôi động và là chủ đề khai thác bất tận với những người làm truyền thông. Nhưng với những người trong cuộc thì tay bay vạ gió này chẳng khác gì một thảm họa cả. Trước loạt trận quốc tế này, dù Serbia luôn tỏ ra thật khó chịu, nhưng không mấy ai nghi ngờ việc Ronaldo sớm cầm tấm vé dự World Cup cuối cùng trong sự nghiệp. Năm sau anh 37 tuổi rồi, cúp vàng thế giới là mảnh ghép còn thiếu cuối cùng cho sự nghiệp vô tiền khoáng hậu. Nhưng tấm vé dự đại hội võ lâm ấy đến giờ vẫn chưa nắm được trong tay. Câu hỏi đặt ra là lỗi do ai? Một số quan điểm cho rằng Ronaldo đêm qua có đá hay hơn ai đâu mà gắt gỏng. Suốt trọn vẹn 90 phút góp mặt ấy, anh chẳng có cú dứt điểm trúng đích nào, thành tích tệ nhất trong số các trận đã qua vòng loại World Cup của CR7. Ở những thống kê cụ thể hơn, SofaScore chấm Ronaldo 6,9 còn WhoScore chỉ chấm chỉ 6,6 điểm, tức ở mức trung bình. Anh có tổng cộng 3 cú sút đều ra ngoài hoặc bị chặn lại trước khi tiếp cận khung thành. Không có key pass nào, chỉ có 3 pha qua người và 3 lần tranh chấp thành công. Nhưng nói như vậy là chỉ nói có một chiều. Theo Forbes, dù là tiền đạo nhưng chỉ số bàn thắng kỳ vọng của Ronaldo trong cả trận này chỉ là 0,16. Một chỉ dấu cho thấy anh không được hỗ trợ, không được tiếp đạn đủ nhiều từ tuyến dưới. Chính những sự thay người của huấn luyện viên Santos trong hiệp 2 cũng đã ngầm xác nhận điều đó khi cả 5 sự thay đổi người của ông đều dùng để làm mới hàng công, chỉ trừ lại đúng một mình Ronaldo. Cụ thể hơn, có thể phân tích những vị trí dứt điểm của Ronaldo ở trận đấu này. Một quả bị chặn chúng ta không tính, trong khi 2 quả còn lại thì mang dấu ấn cá nhân nhiều hơn là được hỗ trợ. Thứ nhất là cú sút phạt trực tiếp đưa bóng sát sạt xà ngang ở phút 14, và cuối cùng là phút 90+2. Ở một góc sút và khoảng cách không hề thuận lợi, anh đỡ ngực và thực hiện quả vô lê đưa bóng đi chệch không thành. Nhiều người sẽ trách Ronaldo cá nhân, nhưng đó cũng đã là những phút gấp rút cuối cùng khi hy vọng dần tắt và dường như anh không còn đủ tin tưởng để truyền cho ai nữa. Không chỉ trong khâu tấn công, Bồ Đào Nha còn đạt phong độ thấp ở phương diện phòng ngự trong trận đấu này. Nếu có một máy quay nào đấy bất cận riêng Ronaldo Dalus, cameraman hẳn đã được chứng kiến cả một bộ sưu tập nghệ thuật lột tả nỗi buồn của CR7. Ở một khung ảnh, ta thấy CR7 đang dướn hết sức bình sinh để đuổi theo một quả bóng. Một khung khác, anh quát tháo đồng đội và tỏ rõ vẻ thất vọng khi hàng thủ để thua bàn quyết định ở phút 90. Anh thẫn thờ nhưng không thể tin vào mắt mình khi nhìn cảnh Serbia ăn mừng theo phong cách nguyên team đi vào hết. Và rồi cuối cùng khi hồi còi mãn cuộc vang lên, anh đổ gục xuống sân và dường như đã rơm rớm nước mắt trước thất bại bất ngờ. Một lần nữa, Bồ Đào Nha phải chơi playoff để giành giật tấm vé vớt trước một kỳ World Cup. Ở tuổi 36 này, Ronaldo không còn đủ năng lượng để gồng gánh đội tuyển một cách xuyên suốt được nữa. Năng lượng ấy được tích tụ lại để chờ bung vào những thời điểm quyết định. Nhưng kể cả như thế, để bung được, nó cũng cần được hỗ trợ trong khoảng không gian, chứ không thể một tay xoay chuyển cả càn khôn. Việc sở hữu một cầu thủ vĩ đại như CR7 trong đội hình thường gây ra tâm lý thi đấu như thế, tâm lý chờ đợi ngôi sao hàng đầu tỏa sáng từ các đồng đội, sẽ kiềm hãm phần nào quyết tâm đóng góp của họ. Giorgio Chiellini từng khẳng định các thủ Juventus lâm vào chính sự ỷ lại này trong thời gian CR7 khoác áo lão bà thành Turin. Juve chưa mộ CR7 sau khi cả bốn bề khán đài Allianz Stadium dành tràng pháo tay cho anh khi anh chơi tuyệt hay, góp phần loại lão bà tứ kết Champions League mùa 2017-2018.
Những người Italia gọi mức giá 100 triệu euro mà Juve chi ra là vụ đầu tư thế kỷ. Nhưng trong 3 mùa giải mà anh gắn bó, thành tích của ba đơm già ở Champions League cứ thụt lùi dần. Đỉnh điểm là thất bại mùa giải trước khi họ bị bầy rồng Porto đá văng ở vòng tứ kết một cách bạc nhược. Còn ở đấu trường quốc nội, họ lần đầu vụt mất vô địch sau 9 năm vào tay của Inter Milan. Nhưng cũng như việc Ronaldo đánh bại Lukaku để giành ngôi vua phá lưới Serie A, trong mùa đầu tiên nó được đặt theo tên huyền thoại Paolo Rossi, nhưng Juve lại đánh mất Scudetto. CR7 rõ ràng đã không tệ dù đứng trong lòng một tập thể tệ. Ở đây chúng ta không nói siêu sao này là một người hoàn hảo chẳng có tì vết, nhưng lỗi không hẳn nằm ở anh khi anh vẫn thực hiện tốt những nhiệm vụ của mình, hoặc là không hoàn thành nhiệm vụ khi đã cố gắng nhưng lại không được hỗ trợ tốt. Suốt mùa giải trước, rõ ràng chúng ta đã nói rất nhiều về việc Ronaldo không được tiếp đạn đầy đủ, thậm chí không nhận được nhiều đường truyền chuẩn chỉnh, chứ chưa nói đến các pha kiến tạo từ hàng tiền vệ. Tuyến giữa đã và đang đến nay vẫn là một bài toán cần giải của phía Juventus. Ronaldo không tệ, nhưng tập thể tệ. Luận điểm đó còn được ứng vào một giải năm nay và thậm chí được minh chứng rõ hơn bất chấp việc CR7 đã chuyển đội. 9 bàn thắng kèm một kiến tạo trên mọi đấu trường mùa giải này là thống kê nói công bằng là bất ngờ đối với một cầu thủ 36 tuổi vừa trở lại môi trường khắc nghiệt như Premier League. Nhưng tập thể Manchester United thì sao? Phập phù từ đầu mùa, lối chơi nhiều vấn đề, thua đậm trước các đối thủ cạnh tranh và thường xuyên biến nhà hát của những giấc mơ thành nơi trình chiếu những cơn ác mộng. Đã bao lần Ronaldo tỏa sáng phút bù giờ để cứu ghế của huấn luyện viên Ole Gunnar Solskjaer mùa này rồi? Đã thật nhiều, trong đó tiêu biểu là trước Villarreal và Atalanta ở đấu trường Champions League. Điều đó giúp đội thoát thua trong thế khó. Tương tự là hình ảnh trong màu áo đội tuyển quốc gia. Từ World Cup 2018, với tư cách nhà đương kim vô địch châu Âu, Bồ Đào Nha đã được kỳ vọng khi hành quân đến đất Nga. Nhưng sau vòng bảng chấp nhận được, họ bị loại một cách nhạt nhòa trước Uruguay ở vòng 1/8. Seleção châu Âu về nước sớm, nhưng những ấn tượng Ronaldo để lại vẫn đậm nét. Đó là cú sút phạt trực tiếp tuyệt đẹp một cách mẫu mực vào lưới David De Gea, là tổng cộng 4 bàn thắng mà anh đã ghi trên đất Nga, kém vua phá lưới Harry Kane chỉ 2 bàn. 3 năm sau đó, khi Bồ Đào Nha chính thức bước vào hành trình bảo vệ ngai vàng của mình, họ lại gặp khó trước Hungary ngay trận ra quân. Lại chính Ronaldo với một cú đúp đã góp phần vào chiến thắng muộn màng của họ. Nhưng đến trận thứ 2 thì dù cho Ronaldo có ghi bàn, Bồ Đào Nha cũng vỡ vụn rên xiết trước bánh xe của xe tăng Đức. Đến trận đấu quyết định, cũng chính CR7 đã ghi 2 bàn quan trọng từ chấm phạt đền, giúp Bồ Đào Nha hòa Pháp 2-2 để lách qua khe cửa hẹp vào vòng trong. 5 bàn tổng cộng là những gì Ronaldo đã lận lừng để cùng Patrick Schick giành danh hiệu vua phá lưới. Nhưng phong độ cao hồi mùa hè ấy của anh cũng không thể giúp đương kim vô địch tiến xa hơn. Họ đã thất bại trước đội tuyển Bỉ với tỷ số tối thiểu. Từ quá khứ đến hiện tại, từ câu lạc bộ đến cấp độ đội tuyển quốc gia, đã nhiều lần Ronaldo chơi không tệ trong các tập thể của anh, hoặc vận hành chưa tốt, hoặc chưa đủ năng lực để đạt được thành tích tốt. Đêm qua, một Bồ Đào Nha nhiều vấn đề mà nhất là về sự tập trung và tinh thần thi đấu đã khiến bi kịch ấy lặp lại. Hy vọng rằng họ sẽ kịp sực tỉnh cơn mơ để sửa sai và để Ronaldo góp mặt ở kỳ World Cup cuối cùng.